từ để băng qua đường mà nói không sao tao biết băng qua đường. Ờ ok thôi không nói gì hết em chạy. Kêu tập trung mà nói không à. Đi học lái xe, chị gái dạy luôn lại thầy. Luôn á mấy kỳ trước mà em học giai đoạn 1, giai đoạn 2 mấy ông thầy kia dễ thương vô cùng luôn á. Gặp hồi qua thầy hả? Áp lực vô cùng luôn. Cái gì mà áp lực trời? Tôi dạy cho mấy người thiệt tình luôn, tôi sợ dạy cho mấy người phụ nữ lắm luôn á. Trời thầy đừng dạy, tự nhiên người phụ nữ phụ nam vậy đây. Rồi tôi dạy cho mấy người thiệt luôn, không có giống như là hả suốt ngày cứ không có hiểu gì hết mà hả mọi người cứ giống như là chạy theo tự theo ý của mình không à. Ủa mới vô thầy có hiểu mà đó lúc cho thầy mới bất từ chạy xe máy rồi thì qua xe ô tô thầy có hiểu không, thì từ từ ngày nào cũng vậy sáng ra thầy cho tôi một cái áp lực hả má ơi luôn. Sao mà áp lực được em trời, mình chạy thì mình chạy cho nó tập trung vô chứ. Mà ngày xưa tôi học thì tôi cũng tập trung mà, tôi đâu phải sao là... thầy nhớ thầy hồi xưa thầy sao? Đó đó đằng sau nó bấm kèn kìa. Bấm kèn cậy nó, bấm kèn là mình phải quản sợ hả? Bấm cậy nó, tôi ngồi trong xe cậy tôi. Bấm trời. Kèn cậy thầy cũng nhắc nữa. Vậy đâu có được em trời, em nói chị kỳ vậy? Thì tôi chạy chậm là nó bấm kèn, nó có quyền nó bấm kèn. Thì kỳ quá. Nếu mà mình chạy mình giữ tốc độ em, mình chạy mình giữ tốc độ để ví dụ nó bấm kèn thì mình lách qua, mình lách từ từ qua. Chứ bây giờ em chửi như vậy thì đằng sau nó bấm kèn thì ai mà nghe, thầy nghe chứ ai nghe. Hôm bữa trước thầy mới nói là nó bấm kèn kệ nó bình tĩnh, bữa nay thầy kêu bấm kèn thì lách qua. Đi học lái xe của thầy nhưng mà thầy nói quá nhiều chưa, làm cho chị áp lực nha, nói ít thôi. Đấy. Còn những cái gì đó chị biết hết rồi, không cần nói nhiều. Tôi không hiểu là chị có liệu có thi được bằng hay không đã. Đấy. Nhưng mà cãi được thầy là ấy đấy, đấy, khả năng là trò giỏi đấy. Ứng viên nào, học viên nào mà hả? Phụ nữ là thật tình luôn á. Thật tình thì thôi đi, mốt nói phụ nữ thầy đừng dạy nữa. Wow. Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.